tục series truy lùng anh Dưỡng ở quanh Bắc Linh thì hai anh em chúng tôi hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Giờ làm nào anh Côn? Em ơi, giờ mới buổi sáng thôi, mình về chung cư mình hỏi Yến, giờ buổi sáng chưa đi đâu được xa đâu, biết đâu mình bắt được luôn. Ừ, có khi anh Dưỡng giờ vẫn chưa đi ra khỏi nhà, anh em mình túm luôn lấy 10 triệu luôn. Đi, giờ về hỏi chị Yến để tìm manh mối luôn. Hôm nay tôi sẽ làm một căn phòng bí mật mà không ai có thể phát hiện ra. Đây là căn phòng bí ẩn thứ tư. Trước đấy là tôi đã làm 3 căn phòng bí ẩn rồi. Đó là căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang, căn phòng bí ẩn trong ống cống, căn phòng bí ẩn trong xe buýt bỏ hoang. Bắt anh Dưỡng luôn nhá. Chị Yến ơi, anh Dưỡng đâu, có nhà không? Không, anh nhà chị không có nhà, đi về quê ăn cỗ. Về quê ăn cỗ? Có manh mối rồi, anh Dưỡng về quê, về bắt luôn. Ô này. Căn phòng bí mật này sẽ siêu VIP pro, không ai có thể phát hiện ra luôn. Quên mất chưa nói cho mọi người, trong lúc này sáng mai anh cô cũng đang đi tìm tôi nhá. Từ giờ đến cuối ngày sáng mai anh cô tìm đến tôi thì sáng mai anh cô sẽ nhận được 10 triệu đồng nhá. Vậy là đang về tới quê nhưng mà không thấy ô tô của anh Dưỡng đâu cả. Khả năng anh Dưỡng không có ở nhà rồi, anh em mình đi tìm chỗ khác đi. Em ơi, vẫn phải tìm, biết là Dưỡng nó ra ở đây nhưng mà nó đem ô tô giấu chỗ khác. Được, thế thì anh em mình vào nhà tìm nhá. Đây sẽ là lối vào của căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật này thì anh Côn với Sái sẽ không thể nào tìm thấy luôn. Wow, căn phòng bí mật đang được lộ ra rồi mọi người. Đây là căn phòng bí mật của tôi nhá mọi người nhá, đây. Wow, một căn phòng rất là rộng rãi, tôi có thể set up một cái căn phòng bí mật đẳng cấp ở trong này luôn. Ở những clip trước thì anh Dưỡng đã chế tạo những căn phòng bí mật như là trong ống cống, trong gầm cầu thang để trốn. Thì clip này tôi nghĩ anh Dưỡng cũng sẽ chế tạo căn phòng bí mật ở đâu đó quanh quê này. Quan trọng là chúng ta phải tìm ra manh mối dẫn tới cái căn phòng bí mật hiện tại anh Dưỡng đang trốn. Tiếp tục đi tìm thôi. Wow, đây là căn phòng bí mật của tôi mọi người ơi, tuyệt vời quá. Wow, chui đầu được vào rồi. Tiếp tục làm lối vào của căn phòng bí mật thôi. Phải nhanh chóng làm xong cái căn phòng bí mật này, không thì anh Côn với Sáng sẽ đến nơi bắt. Nhanh nhanh không? Gấp rồi. Ok, vậy là gần xong cái cánh cửa rồi. Vậy là xong cái cánh cửa của căn phòng bí mật. Bây giờ tôi sẽ thử chui vào xem nào. Chui được chưa nhá. Ok, vậy là tôi đã làm xong cánh cửa của căn phòng bí mật. Tôi thấy cánh cửa của căn phòng bí mật này vẫn hơi bé, bây giờ tôi phải làm to to ra một chút. Vậy là chính thức làm xong cái lối vào của căn phòng bí mật nhá. Ok nhá. Anh Côn ơi, trên này có một cái hầm có thể chế tạo một căn phòng bí mật rất là đẹp đấy. Anh thử lên nhá, anh Dưỡng trốn trong này không? Anh Dưỡng ơi, đi ra đi anh ơi, em bắt được anh rồi. Anh Dưỡng ơi, bắt được anh Dưỡng ở trên này rồi. Có không anh Côn ơi? Không có em ơi, căn phòng trống luôn. Cái hầm bí mật như thế này mà anh Dưỡng không làm căn phòng ở trong này trốn nhỉ? Thôi tiếp tục tìm quanh nhà thôi. Và đây là bên trong của căn phòng bí mật. Thật sự cái căn phòng bí mật này rất là rộng luôn. Rộng hơn so với tất cả những căn phòng bí mật lần trước tôi làm. Những căn phòng bí mật lần trước tôi làm là ống cống này, là dưới gầm cầu thang thì rất là chật chội. Nhưng mà căn phòng bí mật này thật sự rất là rộng lớn. Tôi có thể làm mọi điều ở trong này. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ set up cái căn phòng bí mật này luôn. Không thì anh Côn mới sáng ập đến sẽ bắt được tôi. Nhanh nhanh nhanh, hết không? Em ơi! Cảo ơi! Ra đây em bảo, ra đây xem nào. Có thấy Dưỡng về quê không? Không thấy. Nên Dưỡng thấy đâu? Thôi riêng chị Thảo em không tin, vẫn phải đi tìm anh Côn ạ. Em ơi, nhớ anh Dưỡng bảo chị Thảo là nếu mà ai hỏi thì không nói ra. Em ơi, trong nhà thì không có rồi. Nhưng mà trước ở quê Dưỡng hay quay ở bờ sông này, ở ngoài ao, ở ngoài cánh đồng. Thì anh em mình đi ra những nơi đấy tìm khả năng Dưỡng ở đấy đấy. Nhưng mà anh ơi, trên tầng vẫn có một cái hầm nữa. Nhớ anh đấy làm hầm ở trên đấy, làm phòng bí mật trên đấy sao? Ừ nhỉ, nhà anh mà anh lại quên. Rồi đi lên đấy. Muốn chiến thắng cái thử thách này thì tôi phải ở trong căn phòng bí mật đấy lâu nhất có thể. Vì vậy tôi sẽ mang một cái tủ lạnh vào để tôi chứa đồ ăn, để tôi có thể sống sót tồn tại ở trong căn phòng bí mật đấy lâu nhất có thể nhá. Ok. Cuối cùng cũng mang được cái tủ lạnh vào trong cái căn phòng bí mật này. Ừ, cái tủ lạnh nó lạnh quá. Bây giờ tôi sẽ trang trí căn phòng cho đẹp một chút nhá. Đầu tiên là cái nút vàng YouTube này. Đây là cái nút vàng YouTube của tôi nhá. Đấy. Vì chỉ có một cái link thôi nên treo tạm như này vậy. Này, đồng hồ. Ok. Còn cái nút bạc nữa, treo ở đây. Trang trí căn phòng nhà anh ổn không các mọi người? Vậy là tôi đã trang trí căn phòng bí mật xong. Mọi người thấy sao? Đấy, treo một số đồ vật lên này thôi. Không có bên đây các bạn ơi, bên đây cũng không có luôn. Giờ tôi sẽ ra cái tù này. Alo alo, anh cô đây, có anh Dưỡng trên đấy không? Em ơi, không có đâu, khả năng Dưỡng không có trên này đâu, anh em mình đi tìm chỗ khác thôi. Ok, thế xuống đi anh ơi, anh Dưỡng không trốn ở nhà hay sao ấy. Khả năng bây giờ anh em chúng tôi sẽ tìm ở những địa điểm mà anh Dưỡng có thể chế tạo được căn phòng nhá. Bây giờ đi tìm chỗ khác thôi. Tiếp theo tôi sẽ mang cái kệ này vào trong căn phòng bí mật. Vì tôi là người rất đam mê ăn uống, vì vậy cái tủ lạnh kia hơi bé để chứa đồ ăn. Vì vậy tôi sẽ mang thêm cái kệ này vào để
để đồ ăn cho nhiều nhá. Nhưng mà cái lối vào của căn phòng bí mật này nó hơi bé, vì vậy bây giờ tôi lại phải tháo nhỏ từng bộ phận ra để tôi nhét vào bên trong. Bây giờ tôi sẽ phải tháo ra, mất rất nhiều thời gian. Không biết anh Côn đang, anh Côn mới sáng ra đâu. Ủa rồi nhanh nhanh nhanh, không anh Côn đến. Ngoài ao nhà anh Dưỡng có một cái nhà hoang, chắc chắn là anh Dưỡng làm căn phòng bí mật ở trong cái nhà hoang này. Vào bắt anh Dưỡng luôn anh ơi. Bắt luôn. Hóa ra là anh Dưỡng làm căn phòng bí mật ở trên cái bè này. Có lèo kìa. Ôi, bắt được anh Dưỡng rồi. Đơn giản thế Sáng ơi. Không thấy ô tô đâu mà lại túm được anh Dưỡng luôn. Cứ tưởng anh Dưỡng không ở đây. Sáng ơi, nhưng là giờ làm gì có thuyền ra. Anh ơi, 10 triệu để em nhảy xuống ao em ra em bắt luôn. Ok. Sáng bắt anh Dưỡng luôn. Anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng, dậy nghe anh Dưỡng ơi, em bắt được anh rồi. Ngoài kia có một cái lèo, không biết có phải Dưỡng không, nhưng mà Sáng đang bơi ra bắt rồi. Có cái kệ trong căn phòng bí mật này thì tôi tha hồ để đồ ăn. Bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn để đầy kệ luôn. Căn phòng bí mật này hơi tối, vì vậy để thêm một chút ánh sáng. Rất là đẹp luôn, ánh sáng màu sắc. Thêm một chút ánh sáng xanh đỏ tím vàng để cho căn phòng nó gọi là hấp dẫn hơn, đẹp đẽ hơn nhá. Chẳng lẽ bắt được thằng Dưỡng dễ thế? Bắt được anh Dưỡng rồi. Anh Dưỡng ơi, vẫn còn ngủ à? Vẫn còn ngủ anh ơi. Ui, anh Hiếu mà sao lại ra đây bới của anh lên làm gì? Đang làm thử thách em lại ra đây quấy nhiễu anh này. Em tưởng anh Dưỡng cơ, mất công em bơi ra đây. Thôi bye bye anh ơi. Không phải anh Dưỡng rồi anh cô đây. Lạ nhỉ, không biết anh Dưỡng trốn ở đâu. Ở nhà không có, ngoài ao cũng không có. À, tôi đã mua rất nhiều đồ ăn đồ uống về rồi. Bây giờ tôi sẽ vận chuyển vào trong căn phòng bí mật nhá. Nhanh nhanh anh Côn ra, mất nhiều thời gian quá rồi. Vậy là căn phòng bí mật của tôi đã có đầy đồ ăn nước uống rồi. Wow, sau khi bỏ đồ ăn lên thì căn phòng trông như thế này. Mọi người sau khi thấy căn phòng bí mật của tôi như này, mọi người có thấy thích không? Chắc là nhiều bạn sẽ rất là thích cái căn phòng bí mật của tôi phải không? Vì nó có rất nhiều đồ ăn. Bây giờ có đồ ăn rồi, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị một cái gì đó để nằm, để nghỉ ngơi. Vì căn phòng bí mật thì cũng phải cần cũng giường, nghỉ ngơi, ok nhá. Đồ ăn các thứ xong rồi, trang trí xong rồi. Bây giờ chỉ cần một cái chỗ làm thôi. Anh Côn ơi, khả năng là anh Dưỡng đang ở trong đám cưới anh Cỗ rồi, anh vào đấy tìm chưa? Đám cưới anh tìm rồi, không có đâu Sáng ơi. Hay là thằng Dưỡng nó trốn ở nhà mày Sáng ơi. Anh Côn ơi, em tìm rồi, không có đâu. Thôi, anh em mình tập hợp đi. Và đây là cái giường của tôi nhá. Tôi sẽ đặt ngay cạnh cái kệ đồ ăn luôn. Đói cái là thò tay lên ăn luôn. Đấy, đặt đây. Đói cái là lấy nước uống luôn. Đấy, đồ ăn đầy đây này. Tuyệt vời luôn. Vậy là tôi đã chế tạo xong căn phòng bí mật rồi nhá mọi người nhá. Mọi người thử bình luận xem căn phòng bí mật của tôi có đẹp không. Và nếu được 100.000 like tôi sẽ tiếp tục làm những căn phòng bí mật hoành tráng đẹp đẽ khác. Wow, ở đây còn một cái nhà hoang nữa. Có khi nào anh Dưỡng trốn ở đây này. Em ơi, trước Dưỡng chuyên thử thách ở đây khả năng có đấy, anh em mình vào tìm đi. Chuyên làm thử thách ở đây thì kiểu gì cũng chế tạo căn phòng bí mật ở trong này. Có anh cô đây. Nhưng mà từ từ, có khi nào anh Dưỡng đào hầm bí mật ở trong này không? Em ơi, vào kiểm tra cho kỹ. Rồi. Sáng ơi, nền bê tông thế này thì không thể làm một đào hầm dưới đây được đâu. Thế thì không có ở đây à? Ừ. Thế ở quê anh em mình tìm hết rồi thì làm gì có à? Em ơi, khả năng lại lên lại thành phố thôi. Hay là chị Yến lừa? Khả năng thế em ạ. Tôi thấy vẫn thiếu. À, đó là dụng cụ thiết bị giải trí. Vì trong này chưa có thiết bị dụng cụ giải trí. Bây giờ tôi sẽ cho một cái màn hình máy tính cỡ lớn vào. Trong cái căn phòng mất rất nhiều thời gian. Bây giờ tôi phải nhanh nhanh không thì. Thật sự là bây giờ anh Côn vừa đến tôi còn chưa che đậy lại cái lối vào cơ. Anh em mình đi tìm nhiều lắm rồi mà không tìm thấy anh Dưỡng đâu. Bây giờ làm nào để có manh mối anh Dưỡng bây giờ anh Côn? Em ơi, theo như anh phân tích nhá, anh em mình đi hết làng rồi mà không cả thấy ô tô của Dưỡng ở đâu, tức là thằng Dưỡng nó không có ở đây rồi. Thế anh em mình chắc lên lại thành phố tìm lại thôi. Ok, thế thì anh em mình quay trở lại thành phố nhá. Đi. Cái màn hình này sẽ giúp tôi giải trí ở trong căn phòng bí mật nhá. Vậy là tôi đã cho cái bộ máy tính vào để tôi giải trí rồi. Bây giờ Phong ở ngoài dọn dẹp cho anh vì thời gian rất là gấp rồi. Bây giờ anh sẽ chui vào bên trong và em đậy cánh tủ vào cho anh luôn, được chưa? Ok. Bây giờ để anh cho sát vào cho em tị em đậy vào. Chỉ sợ anh Côn mới sáng đi ra đây là không kịp chui trong đây. Quên mất còn cái gầm cầu, một nơi rất là thích hợp để làm căn phòng bí mật. Sáng ơi, xuống tìm. Thế thì tìm thôi anh. Không biết là trong cái trụ cầu này rỗng hay đặc nhỉ? Liệu anh Dưỡng có trốn trong này không? Ơi. Sáng ơi, cái trụ bê tông đặt là làm sao mà làm căn phòng bí mật ở trong đây? Đi tìm chỗ khác đi. Tìm. Cảm ơn Phong nhé. Thôi, đóng cửa, đóng cho anh. Đấy, như thế này tôi cảm nhận là không có sự tồn tại của căn phòng bí mật, kín lắm. Thế này này anh Côn mới sáng không thể tìm được căn phòng bí mật này, không thể nào bắt được anh Dưỡng được. Ô anh Côn này, hình như đi đường em rơi lão hay sao ấy. Anh em mình lên đây làm gì? Lên đi tìm thằng Dưỡng như làm gì? À ừ nhà đang đi tìm anh Dưỡng nhỉ. Nhưng mà tìm ở đây làm gì? Sao mà tìm được? Bây giờ anh em mình phải phân tích xem là manh mối như thế nào đã chứ.
Vậy là căn phòng bí mật của tôi đã được đóng kín cửa. Bây giờ một mình tôi ở trong căn phòng bí mật này. Một cảm giác kiểu như riêng tư, một cảm giác tĩnh lặng mà lại có rất nhiều đồ ăn ngon, nước uống ngon. Nói chung về cảm xúc về tôi rất là vui. Tôi nghĩ là anh Côn mới sáng không thể nào bắt được tôi thật sự luôn ấy. Không thể nào, vì căn phòng này quá kín luôn mọi người ạ. Không thể nào biết được là sự tồn tại của căn phòng này luôn ấy. Em ơi, qua rất nhiều tập thì anh em mình đã đi kiếm rất là nhiều chỗ rồi. Có khi là thằng Dướng nó trốn lại những cái vị trí mà ở clip trước nó trốn không? Ừ nhỉ, thế anh em mình phải đi những cái chỗ đấy tìm thử đã. Thế đi tìm đi, chứ ở vườn hoa này lấy đâu ra anh Dưỡng mà trốn. Vậy là tôi đã lắp xong bộ máy tính, căn phòng bí mật chính thức hoàn thành. Ok mọi người, xem thấy có đẹp không? Tivi, tủ lạnh, chăn ga, gối đệm, đồ ăn, nước uống. Các bạn nhận xét xem là cái căn phòng của tôi như thế nào. Mọi người có bạn nào cũng muốn ở trong căn phòng của tôi không? Nếu mà mọi người thấy căn phòng của tôi đẹp thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Ok, bây giờ tôi đi nghỉ một tí đây thì cũng rất là mệt mỏi rồi. Làm cái căn phòng này xong thì cũng mệt rồi. Bây giờ sẽ đi nghỉ ngơi. Hôm nay thì không thấy ô tô của anh Dưỡng ở cửa hàng, nhưng mà vẫn phải xem trong gầm cầu thang xem có không. Nhưng mà anh Côn ơi, vào cửa hàng rồi còn đeo kính làm gì, tối om mà. Anh là thám tử hả? Anh chả đeo kính cho nó ngầu. Suốt ngày bị đánh. Anh Dưỡng ở trong này anh ơi, anh Dưỡng ở trong này. Trong này xem có không. Không có đâu anh Côn ơi. Không có à? Không có. Bên đây anh tìm không có rồi, thôi lên trên lầu. Nhưng mà em nghĩ là anh Dưỡng không trốn ở cửa hàng đâu. Có ngu đâu mà ra cửa hàng trốn. Em ơi, chỗ nào nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, em hiểu không? Rồi thế vẫn cứ đi tìm ạ. Đi tìm. Sáng ơi, kiểm tra ký vào nhá. Em bảo rồi, khả năng là không trốn ở được cửa hàng đâu. Thôi anh em mình đi tìm chỗ khác đi. Chắc chắn là không trốn ở cửa hàng rồi. Trốn ở cửa hàng để bị tội xấu à. Không có là sáng ơi. Xem có trong tủ này không sáng ơi. Không có luôn. Hay là có khi nào anh Dương chui trong két sắt. Thôi anh em mình đi tìm nơi khác thôi. Không biết là anh Dưỡng đang trốn ở đâu ta? Có khi nào chui được trong giày không nhỉ? Anh à, không chui được vào bên trong. Khả năng anh Dưỡng không có đây. May quá đi rồi. Hình như anh Côn mới sáng đi rồi. Một tim đập cứ đình thịch luôn. Anh Côn mới sáng tìm ở xung quanh đây luôn. May thật sự luôn. Mà không phải may đâu. Khả năng là không thể nào biết được. Vì là tôi đã đậy một lớp cánh lớp tủ lên rồi. Làm sao mà biết được nữa. Nói chung là chắc chắn chiến thắng rồi. Thử thách này mình sẽ giành chiến thắng. Mới phát hiện ra một ga tàu bỏ hoang có những toa tàu rất phù hợp để làm căn phòng bí ẩn. Anh Côn ơi, anh em mình bây giờ khả năng là đi tìm anh Dưỡng ở những cái toa này. Em nghi là anh Dưỡng chế tạo căn phòng bí ẩn ở một trong những cái toa này đấy anh Côn ơi. Đúng rồi em ơi, cái toa tàu bỏ hoang này ở thành phố mà mình chưa tìm lần nào, bây giờ mình sẽ đi tìm nhá. Sáng ơi, mở được chưa? Toa tàu này khóa rồi, không vào được anh Côn ơi. Thế tức là thằng Dưỡng nó không làm căn phòng bí ẩn ở đây được rồi. Thế thì anh em mình lại đi tìm chỗ khác vậy. Ừ, thôi đi. Mỗi lần ngẩng lên là 15 phút lại trôi qua mọi người ạ. Bây giờ tôi chỉ chờ thời gian chiến giành chiến thắng thôi. Các bạn này, căn phòng này kín quá. Thật sự này, có mỗi cái lối ra vào kia mà bịt thế kia rồi. Thì làm sao mà ai biết được. Chặn cái tủ lên thì ai mà để ý. Nói chung là tôi sẽ giành chiến thắng rồi. Yes. Mày nghĩ ở trên đây Dưỡng có thể trốn được chỗ nào nữa không? Nhanh lên, trời sắp tối đấy. Chỗ nào được nữa nhỉ? À anh ơi, sao? Lúc mà anh em mình đi về nhà anh Dưỡng tìm ấy, anh em mình chưa tìm ở đấy. Ui. Ừ, sao mình đâu đứng ngoài cửa nhỉ? Xong chị Yến bảo về quê, cái anh em mình phi về quê luôn. Khả năng anh Dưỡng Yến vẫn lừa rồi. Ừ, khả năng làm căn phòng bí mật ở nhà luôn. Đi về đấy tìm lại. Đi. Bây giờ cũng là hơn 5 giờ chiều rồi. Không biết anh Côn mới sáng đang đâu. Bây giờ đây. Hơn 5 giờ nhá, tức là chỉ còn khoảng độ hơn 1 tiếng nữa là trời sẽ tối, là tôi sẽ giành chiến thắng nhá. Các bạn, tôi chọn ở trong căn phòng bí mật này kín quá, mình chả biết sáng hay cồn đâu. Yến ơi, Yến ơi, không phải trốn trong này. Mở cửa đi lên. Chị hồi sáng lừa em đúng không? Anh Dưỡng làm gì có ở quê? Ừ, anh Dưỡng làm gì có ở quê? Thế sao chị bảo là đi về quê? Đã xong đâu, chị bảo là anh Cỗ ở quê nhưng chờ với anh Cỗ mày đã, anh Côn đã đi rồi. Thế quê là không nặng. Khả năng anh Dương làm căn phòng bí mật ở trong nhà đúng không? Em đi từ sáng đến nhà. Chắc chắn là làm căn phòng bí mật ở đây. Chị lừa em về quê. Chị thông đồng với anh Dương.
Các bạn muốn tôi làm video như thế nào, ý tưởng như nào, mọi người comment những cái ý tưởng của các bạn xuống nhé. Nếu mà các ý tưởng của bạn hay tôi sẽ thực hiện theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Bình luận ý tưởng các bạn đi, xem bạn nào là ý tưởng nhiều lượt like nhất nào. Chắc chắn là ở trong này rồi. Anh Dương ơi, anh Dương ơi, không có trong này. Chỗ này cũng không có luôn Sáng ơi. Giường nhà anh Dương rộng lắm anh Côn ạ. Khả năng có căn phòng bí mật trong này đấy. Giường đặt không có gì cả. Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối mà anh Côn với Sáng vẫn chưa bắt được tôi. Vậy là chính thức tôi là người chiến thắng. Yes. Lần đầu tiên giành chiến thắng trong cái trận chiến đuổi bắt trốn, gọi là đi trốn này. Ok, nói chung là bây giờ rất là vui. Nhưng mà bây giờ anh Côn với Sáng vẫn không biết ở đâu cơ. Thì bây giờ khả năng gọi anh Côn với Sáng về. Vì bây giờ đã hơn 6 giờ rồi, tức là kết thúc thử thách của tôi là người chiến thắng rồi. Hơn 6 giờ rồi anh ạ. Giờ thì cứ coi như anh em mình thua rồi còn gì nữa. Thua rồi chứ coi như cái gì. Này chưa ở đâu nhỉ? Tài thật tối rồi, tối hoan rồi mà vẫn trốn. Thám tử hôm nay thất bại. Không phải thất bại, mà là không có bất kỳ một manh mối gì để tìm. Có mỗi cái manh mối về quê thì lừa. Khả năng chị Yến biết, nhưng mà chị Yến giấu không nói cho anh em mình. Giờ sao em ơi, về cửa hàng thôi chứ làm sao. Giờ chờ anh Dưỡng gọi xem anh Dưỡng ở đâu thôi chứ làm nào được nữa anh. Bây giờ sẽ gọi cho Sáng với anh Côn để báo cho anh Côn với Sáng là thua rồi nhá. Vì hơn 6 giờ rồi. Hơn 6 giờ rồi mà vẫn chưa bắt được. Anh Dưỡng gọi luôn này. Đấy, anh Dưỡng thắng cái gọi mình luôn mà. Lúc không thắng thì tìm mãi không thấy. Alo. Sáng làm gì đây? Em đi tìm anh không được, em đang ở nhà anh đây này. Anh trốn ở đâu mà kỹ thế? Bọn em thua rồi thì bọn em bây giờ bọn em về cửa hàng đi. Về cửa hàng? Thế anh trốn ở đâu mà bọn em về cửa hàng làm gì? Em cứ về cửa hàng đi. Bây giờ hơn 6 giờ rồi, thử thách của bọn em thất bại rồi. Bây giờ em anh Côn về cửa hàng đi. Về cửa hàng? Ok, thế đi về cửa hàng. Thế anh ở đâu đấy? Em về cửa hàng đi. Thế là trốn ở cửa hàng à? Ok đấy, đi về cửa hàng đi, xem anh Dưỡng trốn ở đâu. Về tôi bảo báo cho anh Côn mới Sáng rồi. Thì bây giờ Sáng anh Côn sẽ về đến đây. Sau đó là tôi sẽ tiết lộ cái con phòng bí mật này. Anh Dưỡng bảo về cửa hàng mà ô tô không có ở đây. Ừ, thế khả năng một lúc nữa anh Dưỡng đi ô tô về đấy. Chắc chỉ thế thôi chứ cửa hàng anh em mình tìm hết rồi làm gì thấy đâu. Chắc chắn là tiếng trên nóc nhà hay sao anh Dưỡng ơi? Anh cũng nghe thấy thế. Không phải trên nóc nhà đâu. Có tiếng ở đâu gần thế nhỉ? Anh Dưỡng ơi, bây giờ làm theo hướng dẫn của anh nhá. Ô, tiếng anh Dưỡng ở đâu ấy? Kéo cái tủ sắt đựng hồ sơ ra. Kéo ra á? Kéo ra thế nào? Ừ, kéo ra đi. Em đẩy ra nào, nào đẩy ra ai đấy. Quá. Ui. 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 Căn phòng này. Đéo không? Đéo không kéo. Ui rồi. Thế TV, tủ lạnh, đồ ăn được các kiểu luôn. Thấy không? Đến chịu rồi. Thế này thì có giỏi tìm anh ạ. Đúng căn phòng bí mật luôn, đẹp chứ. Ui. Làm sao mà phát hiện ra được căn phòng này đâu? Wow. Phát hiện ra chắn cái tủ sắt này rồi thì không thể ai mà nghĩ được sau cái tủ sắt cả. Chả ai biết ở đây luôn. Không thể nào ai biết được luôn đấy. Quá xuất sắc các bạn ơi, thám tử hôm nay chịu. Ok, đẹp không? Đấy, anh Côn với Sáng thấy nhau không Sáng? À, đẹp lắm. Đẹp không? Ui giời. Sắp, ui nhớ sắp tủ nhiều đồ ăn thế. Mua vào để ở đây một tuần, hai tuần như thế. À, Sáng chưa vào đây làm gì em? Ôi em ơi, thua rồi em vào đây làm gì? À, Sáng chưa vào đây ăn à? Ui, căn phòng này! Cho nào biết không? Thế này thì làm sao mấy em tìm được anh trốn kỹ thế? Làm sao mà biết được bị lấp một cái cánh tủ sắt như này, thật sự là không ai nghĩ đến luôn đấy. Sáng chưa vào đây, quăng ăn căn phòng VIP không? Lần đầu tiên thấy căn phòng bí mật xịn như này, quá đẹp đồ ăn rồi. Đúng là hợp ý Sáng sưu đồ ăn đây thôi. Thôi anh ơi, cả năm cho em sinh tồn ở đây đi anh ơi. Sinh tồn đi. VIP không, anh còn thấy VIP không? Thật sự VIP các bạn ạ. Em thấy đấy, đây là căn phòng bí mật gọi là hoành tráng nhất từ trước đến nay làm luôn đấy. Các bạn không biết, các bạn nhìn qua màn hình thì các bạn thấy thế nào, nhưng mà nhìn ngoài đời thực sự là nhìn cuốn hút luôn đấy. Hơn 6 giờ nữa em thắng nhá. Anh nói các bạn nói cho mọi người là em thắng đi. Căn phòng bí mật ở ngay trong công ty thế này làm sao mà phát hiện được? Kín đáo này mà ai mà tìm. Thôi anh Dương thắng rồi nhá. Vậy là tôi là người chiến thắng cái thử thách này nhá. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Like, subscribe thì bấm like đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.